Đừng chê bai Hany ơi, Việt Nam có rất nhiều mỹ nhân da nâu tài sắc vẹn toàn. Rất nhiều người chê bai màu da của tân hoa hậu Hoàng Vũ mà không biết rằng Việt Nam có rất nhiều mỹ nhân da nâu. Việt Trinh được xem như tượng đài của điện ảnh Việt Nam thập niên 90. Cô cũng là một trong những minh tinh điện ảnh có nhan sắc ấn tượng và quyến rũ nhất. Việt Trinh nổi bật đôi mắt to và sâu, kèm theo vẻ đẹp bướng bỉnh rất cuốn hút. Nhờ sắc đẹp của mình, nữ diễn viên từng đạt tới danh tiếng lớn và được hâm mộ tới mức hễ cô ra Đà Nẵng là chợ hàng đóng cửa, tới Nghệ An diễn thì sập cả sân khấu. Nhưng Việt Trinh, thuở thiếu thời lại có làn da nâu màu bánh mật. Cô chia sẻ, hồi nhỏ tôi vừa cao vừa đen nhưng vẫn quyết tâm thi tuyển diễn viên, ai ngờ ngoại hình của tôi lại gây ấn tượng. Bằng Lăng là một trong những người mẫu nổi tiếng của thế hệ 2000-2008. Thời ấy, cô nổi bật hẳn so với những người mẫu khác bởi làn da nâu đặc trưng của mình. Không chỉ nổi tiếng với vai trò người mẫu, Bằng Lăng còn rất thành công trên lĩnh vực phim ảnh. Ngay từ vai diễn đầu tiên trong phim Gái Nhảy, cô đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả. Tới vai diễn tiếp theo trong phim Nữ Tướng Cướp, cô thực sự khẳng định được tên tuổi của mình. Lan Khuê là một trong những người mẫu có nền tảng da giáo nhất showbiz. Cô nổi bật bởi vẻ đẹp thông minh, giọng nói nết na và nụ cười thân thiện. Mặc dù sở hữu làn da ngăm đen, nhưng Lan Khuê vẫn được đánh giá cao về nhan sắc và đạt thứ hạng cao trong các cuộc thi sắc đẹp. Chẳng hạn, cô từng đoạt Hoa Khôi Áo Dài Việt Nam năm 2014 và Miss Quốc Việt Nam 2015. Tại cuộc thi Miss Quốc 2015 diễn ra tại Trung Quốc, cô vinh dự lọt top 11 chung cuộc nhờ khán giả bầu chọn vị trí cao nhất của Việt Nam đến bây giờ. Minh Tú hiện đang là một trong những người mẫu tiềm năng của Việt Nam. Cô từng đoạt giải bạc cuộc thi siêu mẫu miền Nam 2013 và Á quân Asian Next Top Model 2017. Giống như Lan Khuê, Minh Tú cũng là cái tên rất hot tại các chương trình truyền hình thực tế. Không giống nhiều ngôi sao khác, Minh Tú theo đuổi hình ảnh sexy, nóng bỏng nhưng đầy khỏe mạnh. Cô từng chia sẻ, tôi thích kiểu phụ nữ thật gợi cảm và đậm chất đàn bà. Chính vì vậy, làn da nâu lại vô tình trở nên rất hợp với Minh Tú, giúp cô tăng lên sự khiêu gợi của mình. Trương Thị May, dù sở hữu làn da ngăm đen, nhưng Trương Thị May vẫn quyết tâm đi thi Hoa hậu và đạt thành tích cao. Sau khi đăng quang, Trương Thị May luôn giữ nguyên màu da của mình mà không đi tắm trắng như nhiều Hoa hậu khác. Lâm Thu Hằng, giống như Henye, Lâm Thu Hằng là người mẫu hiếm hoi xuất thân từ Tây Nguyên. Cô là người dân tộc Khmer, do đó Lâm Thu Hằng được thừa hưởng làn da nâu đặc trưng, không lẫn đi đâu được. Năm 2008, Lâm Thu Hằng tham gia cuộc thi Hoa hậu biển và cô giành được ngôi vị cao nhất. Ngoài công việc làm mẫu thời trang, Lâm Thu Hằng còn là một vận động viên bóng rổ. Hà Anh là một người mẫu từng có kinh nghiệm hoạt động tại nước ngoài nhiều năm. Cô nổi bật bởi thân hình đồng hồ cát gợi cảm và làn da bánh mật quyến rũ. Nhật Kim Anh, tôi bị liệt nửa người ở Mỹ, bị mắng chửi là bà mẹ chỉ biết đi chơi. Dư luận nói tôi rằng con bệnh nặng như thế mà mẹ còn đi diễn đi chơi, người ta không hề biết tôi đi làm, Nhật Kim Anh nghẹn ngào bật khóc. Tháng 8 2017, Nhật Kim Anh gây xôn xao làng giải trí khi hé lộ thông tin cô bị liệt nửa người, co giật khi đang lưu diễn tại Mỹ. Đau đớn hơn ở thời điểm này, con trai của Nhật Kim Anh lại bị viêm phổi nặng, phải cấp cứu trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Từ chỗ bệnh tật nơi đất khách quê người, Nhật Kim Anh bất ngờ mang thêm tội lỗi là mê làm việc, bỏ bê con cái. Tham gia số phát sóng đặc biệt của một kênh truyền hình tối ngày 10 tháng 1, Nhật Kim Anh lần đầu thẳng thắn giải bày hết mọi khúc mắc trong câu chuyện này. Nhật Kim Anh kể rằng khi sang Mỹ lưu diễn, cô bất ngờ bị ốm và rơi vào tình trạng liệt nửa người. Chứng bệnh này xuất phát từ việc thay đổi múi giờ, cộng với lịch làm việc căng thẳng, khiến sức khỏe Nhật Kim Anh ngày một xấu đi. Đến lúc trở bệnh, cô được đưa vào bệnh viện gấp. Đồng thời, show diễn cũng hủy. Lúc các bác sĩ ở Mỹ tiếp nhận điều trị cho Nhật Kim Anh, cô đang trong tình trạng một nửa cơ thể không động đậy được, đang nơm nớp lo sợ vì bệnh tật ập đến bất ngờ. Nhật Kim Anh lại nhận thêm cú sốc là cậu con trai bé bỏng bị viêm phổi nặng, phải đưa vào cấp cứu ngay lập tức. Thế là không màng đến bản thân, Nhật Kim Anh quyết định rời bệnh viện để mua vé máy bay về Việt Nam gấp. Tuy nhiên, có tiền cũng không thể giải quyết được vấn đề vì không mua được vé máy bay ngay, nên Nhật Kim Anh phải chờ đợi thêm ít lâu nữa. Khoảng thời gian này, cô đối mặt với khá nhiều áp lực, nhìn con nằm trong bệnh viện cơ thể yếu ớt và thoi thóp. Vì bác sĩ lấy máu xét nghiệm quá nhiều, Nhật Kim Anh chỉ muốn liệm đi.
tấm lòng của một người mẹ bị đặt giữa hai bờ ranh giới. Người không hiểu thì trách cô rằng quá tham công tiếc việc, chỉ biết sống cho bản thân mà quên mất nghĩa vụ chăm sóc con. Người độc miệng hơn thì trách rằng cô hoàn toàn phó thác việc chăm sóc con cho bố mẹ chồng và chồng, ấy là điều sai trái. Dù có là nghệ sĩ nổi tiếng cỡ nào thì Nhật Kim Anh cũng không nên lơ là trách nhiệm đối với con cái. Nhật Kim Anh kể thời điểm đó, nhìn con trai qua màn hình điện thoại cô chỉ biết khóc mà thôi. Cô nói, dư luận nói tôi nhiều lắm, họ bảo rằng con mà bệnh nặng như thế mà mẹ còn đi diễn, đi chơi, người ta không hề biết tôi đi làm. Thấy con như thế, tôi bỏ hết xô diễn bay thẳng về Cần Thơ để thăm con, lúc đó không kịp thay bộ đồ, cũng không ăn uống gì hết. Nhìn con phải lấy máu dưới chân, tôi tan nát cõi lòng. Cả người con vì lấy máu mà nát bấy cả. Con cứ thở oxy, truyền nước, truyền kháng sinh, sốt suốt mười mấy ngày. Tôi nghĩ chẳng có người mẹ nào mà bình tĩnh được khi chứng kiến cảnh này. Những hình ảnh lộng lẫy xa hoa mình thể hiện ra bên ngoài, khán giả chỉ thấy điều đó thôi. Cái thời gian này rất là khó khăn, ai cũng mắng chửi tôi được cả. Nhưng không quan trọng, bây giờ tất cả đều là vì con. Vì bận quá, đôi lúc tôi chỉ có một vài tiếng thăm con. Nghề ca sĩ này làm việc gì cũng xếp lịch từ trước. Có nhiều lúc gia đình mình có chuyện buồn lắm, đau đớn lắm mà cũng phải lên sân khấu như chẳng có việc gì. Cái đó là điều mà người nghệ sĩ phải chấp nhận rồi. Nhan sắc của các bông hậu sẽ thế nào khi rũ bỏ lớp son phấn trang điểm? Hiếm lắm mới thấy các bông hậu rũ bỏ lớp trang điểm của mình. Kỳ Duyên, thời gian gần đây Kỳ Duyên rất hay chọn cách trang điểm đậm nét, không kể sự kiện thảm đỏ hay true style thường thấy. Vậy nên người hâm mộ rất mong mỏi, ngắm nhìn gương mặt mộc không trang điểm của người đẹp. Trong một lần livestream, công đoạn tẩy trang của mình, người hâm mộ đã được dịp ngắm nhìn gương mặt mộc hoàn toàn của Kỳ Duyên khi rũ bỏ lớp trang điểm đậm nét trên khuôn mặt. Kỳ Duyên khoe mặt mộc tự nhiên sau khi tẩy trang, gương mặt có phần nhợt nhạt nhưng vẫn ghi điểm với làn da sáng mịn màng. Kỳ Duyên cũng không tránh được quần thâm vùng mắt, kẻ thù của phái đẹp. Khi rũ bỏ lớp trang điểm sắc nét, gương mặt của Kỳ Duyên nhẹ nhàng, hiền dịu hơn hẳn. Hennie, tân hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam gây ấn tượng với mái tóc tém cá tính, cùng gương mặt sắc nét góc cạnh, đậm tiêu chí nhan sắc quốc tế. Hennie thường xuyên chọn các trang điểm nhấn đậm vào đôi mắt, tạo ánh nhìn sắc sảo. Hennie cũng chẳng ngại khoe mặt mộc không trang điểm trước công chúng. Gần đây nhất là tại cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ. Khi các thí sinh được yêu cầu để mặc mộc, thì công chúng cũng được dịp ngắm nhìn nhan sắc của Hennie khi không trang điểm. Gương mặt của Hennie vẫn rất tươi tắn, rạng rỡ, nổi bật nước da nâu rắn rỗi. Đôi mắt tuy không sắc như mỗi lần trang điểm đậm, nhưng vẫn ghi điểm với nét nhẹ nhàng, mềm mại. Trước đây khi còn để tóc dài, nàng tân hoa hậu của chúng ta cũng nhiều lần khoe mặt mộc tự nhiên. Tuy không sắc sảo như thời điểm hiện tại, nhưng mặt mộc mà được thế này cũng ghi điểm lắm rồi. Hoàng Thùy, tân Á hậu Hoàng Vũ 2017. Ngay cả khi với vai trò là người mẫu hay giờ là Á hậu thì Hoàng Thùy vẫn luôn chọn trang điểm cẩn thận, đánh khói rõ ràng để tôn được gương mặt góc cạnh sắc sảo của mình. Và người hâm mộ cũng quá quen với một Hoàng Thùy thường xuyên trang điểm đậm nét. Hoàng Thùy rất ít khi để mặt mộc hay chia sẻ khuôn mặt mộc không trang điểm lên trang cá nhân của mình. Mỗi lần hiếm hoi Hoàng Thùy để mặt mộc tự nhiên, có thể thấy làn da của cô có chút vết thâm trên trán, nhưng cũng may không quá ảnh hưởng đến nhan sắc của cô. Mâu Thủy, sở hữu gương mặt đậm chất hoa hậu, Mâu Thủy dù để mặt mộc hay trang điểm đậm nét thì vẫn tôn được nhan sắc rạng rỡ của mình. Khi để mặt mộc, gương mặt Mâu Thủy vẫn nổi bật đường nét thanh thoát nhẹ nhàng cùng nước da nâu rắn rỗi. Nhờ có nước da nâu săn chắc này mà ngay cả khi không trang điểm thì gương mặt của Mâu Thủy cũng không có cảm giác nhợt nhạt, thiếu sức sống. Phạm Hương, thời gian gần đây Phạm Hương trung thành với cách trang điểm nhẹ nhàng, đơn giản chứ không sắc sảo hay cá tính. Chính vì vậy mà so với gương mặt mộc thì Phạm Hương không khác là mấy. Phạm Hương chia sẻ hình ảnh mình tẩy trang khi rũ bỏ lớp trang điểm, gương mặt của Phạm Hương vẫn rất rạng rỡ, tươi tắn, nổi bật nước da mịn màng không tì vết. Tuy nhiên có thể thấy đôi mắt của người đẹp khi không được trang điểm có phần hơi lờ đờ, thiếu điểm nhấn. Lệ Hằng là Á hậu 1 Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2015. Người đẹp thường xuyên chọn lối trang điểm đậm và nổi bật với màu son đỏ. Khi bỏ sạch lớp trang điểm có thể thấy nhìn Lệ Hằng trẻ trung hơn rất nhiều. Diễm Trang,
Diễm Trang Á hậu 2 tại Hoa hậu Hoàn Vũ 2014, nhìn mờ nhạt hơn hẳn nếu không trang điểm, thậm chí nhìn mặt mộc còn già hơn cả khi trang điểm. Ekip Noo Phước Thịnh nói gì về vụ lộ quần jean khi livestream? Quản lý nam ca sĩ xác nhận người trong clip này chính là Noo Phước Thịnh. Tuy nhiên, ekip tỏ ra khá bình thản, không ngần ngại đáp trả những người có ý xấu. Đêm 10 tháng 1, trên một số trang mạng xã hội chia sẻ một clip với tiêu đề Noo Phước Thịnh lộ quần jean khi livestream. Noo là ca sĩ nổi tiếng với hàng loạt ca khúc hot, nên clip này nhanh chóng nhận được sự quan tâm và chia sẻ của cộng đồng mạng. Theo clip, Noo dùng điện thoại livestream trong một căn phòng ngủ. Lúc này, nam ca sĩ mặc chiếc sơ mi trắng có khoác áo bên ngoài. Noo hào hứng chia sẻ về một sản phẩm, thì bất ngờ chiếc điện thoại rơi và vô tình quay lại hình ảnh anh không mặc quần dài, chỉ mặc nội y. Có khá nhiều lời bình luận kiểu chê cười về việc này, bên cạnh đó cũng không ít bình luận của người hâm mộ cho rằng đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Một số khác lại có vẻ tếu táo khi nói chân Noo trắng hơn cả chân Ngọc Trinh. Trước sự việc này, sáng 11 tháng 1, Tuấn Khanh, quản lý ca sĩ Noo Phước Thịnh xác nhận clip đang lan truyền trên các trang mạng xã hội là nam ca sĩ gạt đi nước mắt. Theo Tuấn Khanh, vài ngày trước Noo đang livestream thì điện thoại ngã xuống làm lộ đôi chân nõn và cái quần trong màu đen. Noo cùng ekip đã tế nhị xóa và làm lại livestream mới rồi, thế nhưng một số người đã quay lại được clip cũ và chia sẻ. Một số nick ảo liên hệ Tuấn Khanh gửi clip này và dọa sẽ có vài trang mạng tung cho dư luận xem. Để đáp trả, chính Tuấn Khanh đã đăng tải clip này lên trang mạng cá nhân của mình.